Xin chào tất cả các anh chị, sẽ làm một hướng dẫn một số cái kỹ thuật lên xuống xe cơ bản, cũng như là cách để mình nắm tay, nắm cái tay lắc này, sử dụng cái tay lắc này làm sao cho nó đúng. Thì đây là những cái kinh nghiệm cá nhân mà em học được ở trên mạng, cũng như tham khảo một số các anh chị đã chạy xe lâu. Thì đầu tiên á, khi mà em bên em bàn giao xe cho khách hàng xong mà thấy một số anh chị cũng chưa bao giờ sử dụng xe đua, các anh chị thì lên xe lên xuống xe nó không có đúng tư thế, nó dẫn đến một số cái vấn đề, đó là bị rách quần chẳng hạn, cái gì nhá. Thì thực tế là nó như vậy, thì em sẽ nói như vậy các anh chị, nó rách quần hay là nó bị giãn dây chằng ngay háng của mình, các anh chị nè, nếu không đúng. Đấy, anh chị lên xe đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để mình lên xe đúng, các anh chị nhá. Mình để cái dây nè, mình lên thẳng cái yên của nó, đâu có lên được đâu, rách quần các anh chị. Các anh chị vui lòng nhá, các anh chị nè, nhớ là hai tay của mình đưa xuống như nè, bàn đạp của mình để ngang chút xíu các anh chị nhá, đạp cho mình để ngang chút xíu. Mình nghiêng cái xe này qua bên này các anh chị nè, nghiêng xe qua này, mình lòng cái chân này qua đây, được chưa? Mình không có lên yên các anh chị nhá, đi xe đua xe rốt không có lên yên, mình lên như vậy. Sau khi lên xong thì mình đưa cái bàn đạp này về cái hướng 2 giờ, nhìn từ góc quay video của em nhé, hướng 2 giờ, và dùng cái lực này nè đạp tới và lên yên ngồi, xuống cũng y chang như vậy luôn các anh chị, chứ không có bước lên trực tiếp ngồi lên trên yên thì nó sẽ bị té các anh chị nhé. Và có một cách nữa để mình lên xuống xe cho nó đúng tư thế, thì cách này em học ở trên mạng, thì anh chị vui lòng xem ở trên màn hình nè. Thì đây là cái cách mà mình có thể sử dụng khi mà mình muốn lên xuống xe mà ở xung quanh đó nó có một cái gờ nào đó chẳng hạn mà nó cao á, thì mình có thể làm như vậy, như trên cái màn hình các anh chị đang xem nhé. Có nghĩa là mình sẽ lên như thế này, đó đó các anh chị xem nhé, ở trên màn hình nhé, em đang sâu ở trên màn hình, anh chị lên xuống như vậy thì nó mới đúng tư thế các anh chị ạ, thì nó sẽ không gây chấn thương cho mình. Nhiều lúc những cái này nó đơn giản lắm, nhưng mà anh chị lên không xuống không đúng thì nó sẽ bị mình sẽ bị chấn thương liền, mình bị giãn dây chằng ngay háng liền các anh chị ạ, rất nhiều người bị rồi đấy, cho nên là các anh chị lưu ý nhá. Đó là cái đầu tiên, đó là cách lên và xuống xe các anh chị cũng xuống ngay cái thân này trước, và sau đó mình sẽ nghiêng xe và mình xuống bình thường. Còn mình không được từ trên yên mà mình xuống hẳn đất, hoặc là từ trên yên nhảy xuống thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, thành ra là có một số anh chị mắc lỗi cơ bản, đó là mình lên xuống xe chưa đúng tư thế. Và tiếp tục cái thứ hai là cái gì, cái tư thế nắm tay của mình, cái gì nè. Các anh chị xem trên màn hình đúng không, xem trên một số cái cuộc xe đua đúng không, người ta các anh chị sẽ có thấy rõ ba cái tư thế nắm tay. Một là hai tay mình bỏ ngay đây nè, đúng không anh chị? Khi các anh chị bỏ ngay và bỏ ngay đây và bỏ ngay đây, đúng không anh chị? Đối với xe đua thì có ba tư thế nắm như vậy, thì khi các anh chị bỏ tay ngay đây á rất là khỏe. Và cái gì ạ, cái các anh chị để ý nè, cái khớp của mình sẽ bị khóa ở đây nè, khớp của mình sẽ ở đây, thì có thể là mình đang nghỉ các anh chị nhé, đang nghỉ và duy trì tốc độ thôi. Thì khi các anh chị như vậy á, mình sẽ thẳng lưng lên thì nó sẽ rất là khỏe. Có nghĩa là cái tay tư thế này là mình cứ tư thế mình nghỉ để mình xả hơi các anh chị, cái hai cái khớp này khóa lại. Đấy, hai khớp này khóa lại thì rất là khỏe. Đó là cái tư thế nghỉ các anh chị nhé. Tư thế ở đây nè. Khi các anh chị ngồi lên đến yên á, em xin phép ngồi lên xíu nhé. Khi các anh chị bỏ tay lên đây thì cái tay nó sẽ cong lên một chút xíu như vậy. Cong đây, để đây. Cong lên một chút xíu các anh chị nhé. Nó cong lên chút xíu này, không khóa khớp. Có nghĩa là vẫn đang ở vị trí tăng tốc. Khi không khóa khớp thì các anh chị có thể cúi đầu xuống thì nó sẽ cản bất lực gió. Còn khi mà nó nằm chính giữa đây là tay anh chị khóa khớp thì các anh chị không cúi được nữa. Đó là tư thế nghỉ. Còn tư thế tăng tốc của mình là có thể cúi đầu xuống để cản được lực gió. Thì ở đây các anh chị có thể chủ động được. Có nghĩa là tăng tốc nhưng không gấp. Anh chị nhé. Đầu tiên nghỉ, cái thứ hai là tăng tốc nhưng không gấp. Có nghĩa là các anh chị có thể điều chỉnh được cái cổ của mình lên xuống làm sao cho nó cản bất lực gió. Đấy, đó là cái tư thế thứ hai. Các anh chị có thể tăng tốc nhưng không gấp, và tay tay của mình này
có thể để ở đây để điều chỉnh sang số, cũng như là kiểm soát cái phanh này làm sao cho nó an toàn nữa nhỉ. Còn cái tư thế thứ ba là tư thế cuối cùng nè, là ngay đây đó nhìn nè. Khi hai tay mà bỏ ở đây á thì các anh chị có thể là nhấc mông lên phía trên, cũng như là cúi đầu xuống để gì ạ, tăng tốc theo cái tư thế gọi là tăng tốc mà là rất là gấp. Thì theo em á thì cái tư thế này có gì nhá, thì nó chỉ sử dụng đối với những các cái vận động viên hoặc là coureur chuyên nghiệp á, khi người ta đang nước rút để người ta về đó các anh chị. Còn thực tế mình đi á, mình đi bình thường mình không cần sử dụng cái tư thế này, nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khi đã xuống tư thế này á thì hầu như mình chỉ tập trung mình đạp mà phanh đâu có kiểm soát được nữa các anh chị, phanh không thể nào kiểm soát được. Và nó chỉ áp dụng đối với những cái coureur chuyên nghiệp mà khi họ đang ở gần vạch đích và họ cần tăng tốc để họ đạp họ về thôi. Đấy, thì trên màn hình em có thể em đã sẽ chèn vào một số clip cho anh chị xem trực tiếp trên màn hình ba tư thế này. Thì đây chỉ là những cái tư thế cơ bản mà em tham khảo trên mạng để giới thiệu cho các chị. Thì rất mong là cái video này giúp ích được anh chị một cái phần nào đó trong cái quá trình anh chị mong muốn tìm hiểu một cái dòng xe để mình gắn bó với nó, phục vụ cái sinh hoạt cá nhân của mình cũng như là phục vụ cái nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của mình anh chị ạ. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video phía sau ạ. Xin chào.